Rồi em xong mà uống cho mát nào. Tay làm khó ha. Ok. Xuống đi em. Em đâu thôi chỉ có chút thôi. Thank you.
thủ tiêu nha. Chậm thì mà nó khô nè. Mẹ hết để nó lọc cái lốc cũng là đỉnh nhất. Vâng. Bắt kia bình thực sự ai thì đỡ tốn cái điểm.
Cái gì? Máy ép Purom giờ bà khô luôn. Rơi là dễ bị vỡ hơn. Đó, đối với nhựa nguyên sinh thì chán rồi mà thành cái phần vỡ này mình phải làm bỏng cả đi. Chạy qua nữa là ok. Okay.